uy lực súng bắn tỉa Trung Quốc đang gây bão ở Trung Quốc. Quý vị thân mến, được sản xuất hàng loạt năm 2005 cho tới nay, khẩu súng bắn tỉa Jizang M99 do Trung Quốc sản xuất hiện tại không những được sử dụng trong quân đội nước này mà còn được xuất khẩu sang Trung Đông, sử dụng thực chiến trên chiến trường. Là loại súng bắn tỉa hạng nặng, Jizang M99 được thiết kế theo lối thiết kế của một khẩu súng bắn tỉa chống thiết giáp nên có uy lực cực kỳ lớn. Jizang M99 sử dụng cỡ đạn 12,7 x 108 mm. Khẩu súng này có chiều dài tổng thể lên tới 150 cm và có trọng lượng tổng cộng là 12 kg. Súng có chiều dài đồng súng vào khoảng 90 cm, cho phép bắn ra những phát đạn cực kỳ uy lực ở siêu tốc đầu nòng lên tới 800 m/s. Khẩu súng này sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên và đặc biệt nó có cơ chế bắn đạn tự động liên tục, dù độ giật tạo ra sau mỗi phát bắn là cực kỳ lớn thưa quý vị. Theo giới quan sát đánh giá, khẩu Jizang M99 thực tế được thiết kế dựa trên phiên bản của khẩu Accuracy International AS-50 với cơ chế trích khí hóa nòng gần như là y hệt. Quân đội Pakistan đã thử nghiệm loại súng này từ năm 2006 ở quy mô rộng rãi, tuy nhiên lại không trang bị đại trà khẩu Jizang M99 vào biên chế của mình sau đó. Bằng một cách nào đó, những khẩu súng bắn tỉa uy lực lớn như Jizang M99 đã xuất hiện trên thị trường chợ đen với số lượng lớn và hiện tại đang được sử dụng bởi lực lượng nổi dậy ở Syria cũng như các lực lượng khủng bố khác ở Qatar và Sudan. Trong thực chiến, các loại xe thiết giáp có thể dễ dàng bị khẩu súng này bắn hạ khoảng cách dưới 200 m. Ở khoảng cách lớn hơn, Jizang M99 hoàn toàn đủ sức chặt đứt xích thiết giáp và xe tăng địch khiến chúng bị vô hiệu hóa. Jizang M99 bao gồm hai biến thể, bao gồm là M99-2, biến thể cải tiến khả năng giảm giật, giúp súng tăng tốc độ bắn, và phiên bản M06 được thiết kế kiểu pull pop, giúp cho súng có khả năng bắn xa hơn và có siêu tốc đầu nòng của viên đạn sẽ lớn hơn. Việt Nam liệu có thể nhận xe tăng T-62M của Nga? Cách đây vài năm khi loại biên chiếc T-62 cuối cùng, nhiều dự đoán cho rằng Nga sẽ sớm tháo dỡ hoặc mang toàn bộ số chiến xa trên ra thao trường làm bia tập bắn. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy, Nga lại vừa viện trợ một lô xe tăng T-62M tiếp theo cho quân đội chính phủ Syria nhằm bù đắp cho lượng tiêu hao trong quá trình chiến đấu. Điều đó càng khẳng định thêm rằng hầu hết T-62M vẫn nằm trong các kho lưu trữ của quân đội Nga. Hiện nay, xe tăng chiến đấu chủ lực của Việt Nam vẫn là dòng T-62 đời đầu, tương lai chúng ta sẽ có T-90S nhưng số lượng như vậy vẫn còn tương đối ít, nhất là khi nhiều chiếc T-54-55 đã bị xuống cấp nặng nề. Dự án nâng cấp xe tăng T-54-55 lên chuẩn M3 mặc dù vẫn đang triển khai, tuy nhiên tiến độ khá chậm. Do vậy, nếu được bổ sung biến thể T-62M có sức mạnh gần như tiệm cận với T-72, thì binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam sẽ có bước tiến đáng kể. T-62M còn tỏ ra phù hợp hơn T-72 cũ, vì chúng có thể tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của T-62 mà Việt Nam đang khai thác, trong khi nếu nhập T-72 second hand về lại thì lại phải đầu tư dây chuyền bảo dưỡng mới hoàn toàn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia nước ngoài, nếu Việt Nam hỏi mua T-62M thì có thể Nga sẽ lắc đầu, lý do là bởi sự e ngại sẽ bị giảm doanh số bán xe tăng hiện đại như T-90 hay thậm chí là T-14 Armata trong tương lai. Những chiếc T-62M vừa cung cấp cho Syria chỉ là giải pháp tình thế nhằm cấp tốc đáp ứng nhu cầu chiến trường. Nga rất khác Ukraine, nước này chưa từng có ý định bán xe tăng cũ lưu kho nhằm kiếm thêm ngoại tệ vì con số này quá rẻ so với bán xe tăng mới sản xuất. Nếu Việt Nam muốn có T-62M, khả thi nhất là đề nghị bán giá rẻ hoặc tặng kèm một vài chiếc cùng với lô mua sắm T-90S. Điều này hợp lý hơn vì Nga vẫn thường bàn giao cho đối tác mua vũ khí lớn, một vài phương tiện hay khí tài quân sự cũ như một món hàng khuyến mãi. Xe thiết giáp Humvee rụng đầu ngày càng nhiều tại Afghanistan. Trên chiến trường Afghanistan, xe bọc thép Humvee của quân đội nước do Hoa Kỳ viện trợ đang có hiện tượng rụng đầu hàng loạt trong thời gian gần đây. Humvee là một mẫu xe bọc thép quân sự đa năng có tính cơ động cao, được quân đội Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1984 cho tới nay dưới khá nhiều biến thể. Ảnh trên cho thấy số lượng rất lớn xe Humvee mà Mỹ đã viện trợ cho quân đội Afghanistan. Trở lại quá khứ, vào năm 1991, khi Humvee chính thức tham gia chiến tranh vùng vịnh, phương tiện này được đánh giá là một mẫu xe off-road tuyệt vời, sở hữu nhiều ưu điểm như độ tin cậy cao, bền bỉ, lắp đặt được đa dạng các loại vũ khí.
những người yêu thích xe quân sự đã đặt cho chúng biệt danh là King of Off-Road. Để đáp ứng tốt nhiệm vụ trên chiến trường, Humvee được trang bị động cơ turbo tăng áp GEP V8 6.5L, công suất máy là 190 mã lực, kèm theo đó là hộp số tự động GTP4 cấp cho tốc độ tối đa 113 km/h. Humvee là một trong những dòng xe quân sự lắp hộp số tự động sớm nhất trong lịch sử, tạo thuận lợi cho binh sĩ trong quá trình điều khiển xe. Tuy vậy, khi tham chiến tại Afghanistan, những chiếc Humvee này đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ mình tự chế cùng các nguy hiểm rình rập từ quân khủng bố hay phiến quân nổi dậy. Các loại đạn pháo cối thường gây hư hỏng nặng nề cho phần động cơ, còn sức nổ từ mình tự chế có thể hất tung bộ phận cầu truyền động ra khỏi xe, thậm chí là phá hỏng toàn bộ phần thân của nó. Một trong những điểm yếu của Humvee chính là gầm xe chưa được gia cố chắc chắn và chưa áp dụng kiểu thiết kế chữ V nhằm phân tán sức nổ sang hai bên sườn. Điều này cũng dễ hiểu bởi Humvee là sản phẩm từ kỷ nguyên chiến tranh lạnh, và nếu áp dụng thiết kế trên sẽ làm tăng khối lượng của xe dẫn tới hạn chế bớt tính cơ động. Điều đáng lo ngại nữa là thậm chí đạn 7.62x39mm của súng trường tấn công AK-47 bắn tại khoảng cách gần có thể xuyên thủng lớp giáp và dễ dàng hạ gục những binh sĩ bên trong xe. Trong thời gian sắp tới, quân đội Hoa Kỳ sẽ thay đổi hình thức tác chiến bằng sự góp mặt của loại thiết giáp kháng mình Oshkosh MATV có độ an toàn cao hơn. Theo kế hoạch, mẫu Oshkosh JLTV M1280 sẽ sớm thay thế hàng loạt xe Humvee kỷ nguyên của chiếc thiết giáp đa dụng này chuẩn bị được khép lại. C295 cảnh báo sớm chống ngầm hoàn hảo cho Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trang bị khiến Việt Nam đang thiếu phiên bản máy bay tuần tiểu chống ngầm và máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không. Airbus Defense đang tổ chức một chương trình giới thiệu quảng bá sản phẩm quốc phòng mới mang tên là C295 World Tour nhằm giới thiệu những đặc điểm ưu việt của loại máy bay quân sự đa năng C295 tới các khách hàng tiềm năng ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Thông báo của công ty mẹ Airbus, loại máy bay C295 sẽ có chuyến hành trình giới thiệu sản phẩm vòng quanh châu Á trong vòng 2 tuần với hành trình qua Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Hàn Quốc, những khách hàng tiềm năng cho mẫu máy bay mới này. Theo đó, Airbus Defence and Space đã đưa một máy bay tuần tiểu sang ngầm C295MPA tới căn cứ không quân Clark của Philippines hôm 10 tháng 7 nhằm giới thiệu tính năng ưu việt của nó, hy vọng giành được gói thầu cung cấp máy bay tuần tra tầm xa của Bộ Quốc phòng Philippines. Philippines cũng đã mua 3 máy bay vận tải hàng trung C295M, tương tự như Việt Nam cũng đang vận hành 3 máy bay vận tải C295M của Airbus Defence và dự định sẽ mua sắm tiếp để thay thế dòng máy bay Liên Xô già lão AN-26 sắp hết hạn sử dụng. Giới chuyên gia cho rằng việc mua sắm 3 máy bay vận tải C295M có thể là bước khởi đầu để Việt Nam cân nhắc mua sắm thêm một số lượng nhỏ máy bay vận tải nữa. Đồng thời cũng có thể cân nhắc mua thêm các phiên bản vận tải tiếp dầu, tuần tra chống ngầm và chỉ huy cảnh báo sớm mà Việt Nam còn đang thiếu. Vừa qua, giới truyền thông quốc tế đưa tin Việt Nam có ý định mua máy bay tuần tra chống ngầm tầm xa B-3C Orion cũ của Mỹ hoặc của Nhật. Thậm chí còn có tin đồn Việt Nam có thể sẽ mua biến thể chống ngầm SC-130J Sea Hercules đồng bộ với phiên bản máy bay vận tải hạ nặng mới C-130J. Thế nhưng, việc mua lại B-3C là không dễ dàng gì, bởi dù đã dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam, nhưng theo giới quân sự Mỹ, nước này sẽ chỉ bán cho Việt Nam các máy bay đã gỡ bỏ vũ khí, mà đây lại là ưu điểm lớn nhất của dòng máy bay này. Hơn nữa, các máy bay này cũng đã quá cũ, hết khả năng nâng cấp lên chuẩn hiện đại hơn. Đây là điều Việt Nam nên cân nhắc nếu tính đến tương lai xa hơn cho việc hiện đại hóa lực lượng máy bay trinh sát giám sát của mình. Còn đối với máy bay vận tải hàng nặng C-130J và biến thể chống ngầm CS-130J Sea Hercules là những máy bay sản xuất mới có khả năng nâng cấp thêm. Tuy nhiên, do là những máy bay hàng nặng của Mỹ nên giá rất đắt, phạm vi hoạt động rất xa của nó cũng được cho là quá thừa thãi đối với yêu cầu tác chiến phòng thủ bảo vệ đất nước của Việt Nam. Do đó, phiên bản máy bay tuần tiểu chống ngầm hạng trung C295MPA Persuader của Airbus có thể là một sự lựa chọn phù hợp đối với Việt Nam. C295MPA là phiên bản máy bay tuần tiểu chống ngầm do Airbus phát triển trên cơ sở khung thân máy bay vận tải hạng trung C295. Máy bay sử dụng hai động cơ tuốc bin cánh quạt PW127 với cánh quạt 5 lá cho tốc độ bay tối đa 480 km/h, trần bay 7.620m, có khả năng bay liên tục trên không
trong 11 tiếng với cự ly tối đa là 5.630 km. Để phục vụ vai trò tuần tiễu chống ngầm trên biển, C-295MP3 được tích hợp nhiều trang bị điện tử hiện đại, bao gồm hệ thống tình báo điện tử, áp chế điện tử, radar tìm kiếm mặt biển, cảm biến quang học hồng ngoại dưới mũi máy bay, pod lắp đặt sonar dưới buồng lái, hệ thống phát hiện điểm từ tính bất thường ở phần đuôi của máy bay. Về vũ khí, tới nay, Airbus vẫn đang trong giai đoạn phát triển các hệ thống vũ khí chống hạm, chống ngầm cho C-295MPA. Airbus đã thử thành công bắn ngư lôi từ C-295MPA vào năm 2010. Tương lai nó có thể mang được tên lửa chống hạm, thủy lôi trên 6 mấu cứng ở hai bên cánh. Với nhiều hệ thống thiết bị hiện đại nên ngoài vai trò chính là tuần tra, trinh sát và phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm, C-295MPA còn có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như tuần tra, giám sát, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở trên biển. Hiện nay, Airbus Defence đã ký được hợp đồng mua bán C-295MPA với Hải quân Chile là 3 chiếc, Hải quân Bồ Đào Nha 5 chiếc, Mexico 5 chiếc. Đó là thành công lớn với dòng máy bay mới này, khiến Việt Nam cân nhắc về chiến lược mua sắm các trang bị để đạt được sự tin cậy của mình. Hiện nay, Việt Nam đang thận trọng cân nhắc mua sắm vũ khí của phương Tây trong chiến lược đa phương hóa hợp tác quốc phòng, đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trang bị. Việc sở hữu các trang bị khác đối tác truyền thông Liên Xô, Nga là xu thế tất yếu của quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, việc sở hữu những trang bị khác tiêu chuẩn tác chiến dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác chia sẻ thông tin trinh sát, giám sát và chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa các loại trang bị Nga, phương Tây. Ông Tập Cận Bình, đại cải tổ quân đội, Trung Quốc được gì? Quý vị và các bạn thân mến, năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố kế hoạch cải tổ toàn diện quân đội với mục đích chuyển đội quân lớn nhất thế giới này trở thành lực lượng chiến đấu hiện đại nhỏ gọn hơn. Dưới đây là những dấu ấn được coi là đáng chú ý nhất trong chương trình này của ông Tập, theo bình chọn của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Thứ nhất, hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên. Tháng 4 năm 2017, Trung Quốc cho hạ thủy chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên với tên gọi Type 001A, sự kiện được xem là động thái phô diễn sức mạnh hải quân mới nhất của Bắc Kinh. Type 001A là tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sau tàu Liêu Ninh, được cải tiến từ tàu sân bay cũ mua lại của Nga và đã biên chế cho hải quân nước này năm 2012. Type 001A có chiều dài 315m, chiều rộng 75m, vận tốc hành trình 31 hải lý trên giờ và có lượng dạn nước 70.000 tấn. Thứ hai, đạt bước tiến lớn về công nghệ đẩy cho tàu ngầm. Trung Quốc dường như đang lọt vào danh sách các nước đi tiên phong về công nghệ đẩy tàu ngầm. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình CCTV, Ma Weiming, trưởng đô đốc Hải quân Trung Quốc cho biết, các kỹ sư nước này đã làm chủ được hệ thống đẩy chạy điện tích hợp. IEPS là hệ thống đẩy dựa vào phản lực dòng nước, pump jet. Tuy vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng nếu hệ thống này được hoàn thiện và vận hành đầy đủ, sẽ giúp các tàu ngầm Trung Quốc phát ít ra tiếng ồn hơn, khả năng tàng hình cũng tốt hơn. Dù không chính thức xác nhận, nhưng nhiều khả năng, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA sẽ trang bị hệ thống này cho các tàu ngầm hạt nhân thế hệ kế tiếp là Type 095 và Type 096. 3. Hạ thủy tàu khu trục Type 055. Tháng 6 năm 2017, Trung Quốc đã hạ thủy tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường Type 055 mà nước này tự cho là tàu chiến lớn nhất và tiên tiến nhất châu Á. Theo nhận xét của các chuyên gia, với lượng dạn nước trên 12.000 tấn, Type 055 được thiết kế để hộ vệ nhóm tàu sân bay tác chiến của Hải quân Trung Quốc trong tương lai. Type 055 được đóng tại xưởng đóng tàu Jiangnan ở Thượng Hải và được trang bị các vũ khí phòng không, chống tên lửa, chống tàu mặt nước và chống tàu ngầm. Giới quân sự nhận định, về lý thuyết, Type 055 có thể được xem là tàu khu trục mạnh thứ hai thế giới sau tàu khu trục DDG-1000 lớp Rimworth của Hải quân Mỹ. Thứ tư, trang bị chiến đấu cơ tàng hình J-20. Trung Quốc chính thức biên chế cho không quân nước này chiến đấu cơ tàng hình J-20 vào tháng 3 năm 2017. Các nhà thiết kế của J-20 tuyên bố chiếc máy bay này là một bước tiến lớn về khả năng của POA và thậm chí còn có tầm bay xa hơn, sức chứa nhiên liệu nhiều hơn và mang được nhiều vũ khí hơn cả F-22 và F-35 của Mỹ. Thứ năm, tham vọng phát triển thêm nhiều tàu sân bay. Có thể trong tương lai, Trung Quốc sẽ là cường quốc tàu sân bay lớn thứ hai sau Mỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự, các phi đội không quân của nhóm tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc vẫn còn kém xa so với chuẩn quốc tế. Chỉ có một tàu sân bay duy nhất không thể trở thành lực lượng chiến đấu, vì nó cần phải có thêm nhiều tàu chiến khác để tạo thành một nhóm tác chiến cũng như để được bảo vệ.
chuyên gia hải quân Li Jie ở Bắc Kinh nhận xét. 6. Tập trận với tên lửa tầm trung DF-16. Tháng 2 năm 2017, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải trên website của mình đoạn video tên lửa tầm trung Đông Phong 16 DF-16 bố trí trên các bệ phóng di động trong cuộc tập trận diễn ra tại một khu rừng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với tầm bắn 1.000 km, DF-16 có thể bắn tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa, các đảo của Nhật Bản, Đài Loan và Philippines. Lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh năm 2015, DF-16 có thể mang theo 3 đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, có khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao. 7. Thử nghiệm nguyên mẫu chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất. Tháng 12 năm 2016, Trung Quốc thử nghiệm phiên bản mới nhất của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 J-31, hiện đổi tên thành FC-31. Gefangen mà Bắc Kinh cho là để chấm dứt thế độc quyền của phương Tây về sở hữu những máy bay tiên tiến nhất thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia hàng không Wu Peixin, FC-31 có khả năng tàng hình tốt hơn, thiết bị điện tử được cải tiến và có tải trọng lớn hơn phiên bản mà Trung Quốc cho ra mắt tháng 10 năm 2012. 8. Thay đổi phiên hiệu các quân đoàn. 13 quân đoàn mới này sẽ sử dụng hệ thống phiên hiệu mới nhất, bắt đầu từ 71 và kết thúc ở 83. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc các quân đoàn bị đổi phiên hiệu, kể cả quân đoàn 1 mà trước đây ông Tập Trần Huân, cha của ông Tập Cận Bình, từng giữ chức chính ủy. 9. Đóng mới tàu tấn công đổ bộ Tai-075. Tháng 3 năm 2017, Trung Quốc đã bắt đầu đóng một thế hệ mới các tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Tai-075. Đây là loại tàu đổ bộ có kích thước lớn hơn nhiều so với các tàu cùng chủng loại từng trang bị cho Hải quân POA. Tai-075 có thể được sử dụng dưới dạng tàu sân bay, cho phép Hải quân Trung Quốc hạ cất cánh nhiều mẫu trực thăng tấn công mặt đất, tàu chiến hoặc tàu ngầm đối phương. Báo Mỹ cho biết, tàu chở khí tài Mỹ bị chiến hạm máy bay Nga cản đường và quấy rối. Defense News đưa tin, quân đội Nga được cho là đã có hành động quấy rối một tàu hàng treo cờ Mỹ khi con tàu đang chở theo thiết bị phục vụ cho cuộc tập trận quân sự thường niên của NATO ở khu vực Baltic. Được biết, cuộc tập trận này diễn ra từ 28 tháng 5 đến 24 tháng 6. Theo một nguồn tin nội bộ nắm rõ vụ việc cung cấp cho Defense News, ít nhất thì hai tàu hải quân và một số chưa xác định trực thăng Nga đã quấy rối tàu hàng MV Greenridge hồi cuối tháng 5 vừa qua khi nó đang di chuyển tới bến cảng ở Lithuania. Thuyền trưởng của chiếc tàu hàng đã mô tả cuộc chạm trán là nghiêm trọng và mang tính đe dọa. Vụ việc trên gợi nhớ lại hàng loạt cuộc chạm trán gần đây giữa các lực lượng Mỹ, NATO và quân đội Nga tại Baltic, khiến khu vực này ngày càng trở nên bất ổn kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng vụ việc Nga quấy rối một tàu hàng không vũ trang đang chở theo thiết bị quân sự đã cho thấy nguy cơ tiềm tàng đối với Mỹ trong việc di chuyển thiết bị quân sự hạng nặng tới khu vực Baltic. Trong thông báo, Bộ Chỉ huy Vận tải Mỹ cho biết bộ này đã nắm được vụ việc và theo thông tin họ có được thì chiếc tàu hàng lúc đó đang chở thiết bị phục vụ cho cuộc tập trận Cyber Strike 2017 của các lực lượng Mỹ, NATO. Thông báo cho hay, chúng tôi được biết về vụ việc xảy ra vào ngày 25 tháng 5 giữa một tàu hàng hợp đồng treo cờ Mỹ với tàu quân sự và máy bay của Nga. Chiếc tàu hàng đang di chuyển tới Lithuania. Nó đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ để vận chuyển thiết bị cho cuộc tập trận sắp diễn ra khi đó. Thông báo nhấn mạnh, Mỹ duy trì hoạt động thường xuyên tại khu vực này và hy vọng các bên liên quan sẽ hành xử một cách an toàn. Mỹ triển khai hoạt động của tàu thuyền và máy bay tại khu vực Baltic một cách thường lệ. Theo đúng luật pháp quốc tế, máy bay, tàu chiến Mỹ thường xuyên tương tác với các quốc gia khác, trong đó có Nga, tại các vùng biển quốc tế và hầu hết các tình huống tương tác đều diễn ra an toàn, chuyên nghiệp. Theo hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ, các tàu thương mại cũng phải tuân thủ các điều luật hàng hải này. Vì thế, chúng tôi hy vọng các tàu và máy bay Nga cũng sẽ hoạt động an toàn và chuyên nghiệp. Greenridge là tàu hàng có tổng trọng tải khoảng 57.500 tấn. Theo biên bản nội bộ tường trình vụ việc, vụ chạm trán xảy ra gần vùng biển của Nga. Thuyền trưởng tàu Greenridge tường trình rằng con tàu này đã bị các tàu và trực thăng Nga quấy rối tại khu vực gần vùng biển của Nga khi nó đang di chuyển đến vị trí tập kết tại Klaipėda, Lithuania. Thuyền trưởng tàu Greenridge mô tả phía Nga đã có hành vi quấy rối nghiêm trọng và mang tính đe dọa, tuy nhiên không rõ hành động mang tính chất đe dọa từ phía Nga cụ thể là gì. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc tập trận Cyber Strike 2017 có sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ và NATO, được tiến hành tại Ba Lan và hầu hết khu vực Baltic. Các nước tham gia gồm Mỹ, Canada, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Italia, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovenia, Slovakia, Anh và Mỹ. Hôm 27 tháng 6, Defense News cho biết họ đã gửi email đề nghị Đại sứ quán Nga tại Washington bình luận về vụ việc với tàu Greenwich nhưng chưa nhận được hồi âm. Brooke Graham, một đại diện của Central Gulf Lines, công ty vận hành tàu MV Greenwich, tại thời điểm xảy ra vụ việc đã viết trong email như sau. Tàu MV Greenwich của chúng tôi trong quá trình di chuyển tới Lithuania đã tương tác với một tàu hải quân Nga khi di chuyển qua những khu vực đông đúc như biển Baltic. Các tàu thuyền thường xuyên phải tương tác với nhau, bao gồm cả các tàu hải quân. Thường thì tình huống tương tác giữa các tàu được tiến hành một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên đôi lúc cũng xảy ra một vài trường hợp ngoại lệ. Các thủy thủ của chúng tôi đã phản ứng một cách chuyên nghiệp và không vì vụ việc mà xảy ra chậm trễ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.